1986. Chiến pháo vai Phó Lệnh Bình cùng các diễn viên Kha Tuấn Hùng, Tôn Á Đông, Hà Trọng Côn. Đây là phim đầu tiên của Tiêu Ân Tuấn lần đóng phim khi mới ra trường. 2. Năm 1986, Quốc Phụ truyện vai Hồ Nghị Sinh cùng các diễn viên Huệ Anh Hồng, Lữ Lương Vĩ, Lương Gia Nhân. 3. Thái giám cuối cùng của Trung Quốc vai Phó Quan Quân Phiệt cùng các diễn viên Lưu Đức Hoa, Ôn Bích Hà, Hồng Kim Bảo, Lâm Chánh Anh. Phim này có lồng tiếng, phim khá hay và hấp dẫn vì có Lưu Đức Hoa và Ôn Bích Hà, Tiêu chỉ đóng một vai nhỏ. Nếu bạn nào thích ngắm thần tượng của mình khi ấy có thể xem. Đây là 3 phim đầu tiên của bác Tiêu với những vai rất nhỏ. Sau đó anh đi bộ đội. 4. 1991. Mặt Đao Vô Tình vai Phương Tuấn Hồng. Đây là phim đầu tiên Tiêu Ân Tuấn đóng chính. Tạo hình cũng bá đạo. 5. 1992. Uyên Ương Hồ Điệp Mộng vai Tiểu Tiêu và Cố Vân. 6. 1993. Quái Nhai Lão Hổ Qua Phố, vai Đàm Gia Hạo. 7. 1998. Thần Thám Huyễn Ảnh, vai Phó Trấn Hoa, Vương Đạo, Lưu Tích Minh, Ông Hồng. Đây là đầu tiên Tiêu Ân Tuấn đóng vai nam thứ, lúc này nhan sắc, cũng như khả năng diễn xuất của anh cũng đã chín mùi. Phim thể loại hành động, hình sự, tình cảm, phim này siêu hay, chưa có tiếng Việt hoặc có do người đăng họ đổi tên. 8. 1999. Xuân Phong Đắc Ý Mai Long trấn vai Ngô Tuấn, Trần Tiểu Xuân, Ngô Thanh Liên, Lê Diệu Tường. Phim chuyên đề nấu ăn. 9. 2007. Thu Chi Vũ vai Cừu Thiên Lý và các diễn viên Lai Chí Phong, Trình Ung, Đỗ Ngọc Minh. Đóng vai chính, thể loại cổ trang. Bị ngược hơi bị nhiều. 10. 2008. Thủy Hữ Anh Hùng truyện vai Chu Đồng và các diễn viên Ngô Việt, Tiêu Tường. 11. 2010. Kinh Tình, vai Quang Ninh và các diễn viên Vương Vũ Tiệp, Lý Nhất Đồng. 12. 2011. Đại Ngoạn Gia Tên Khác Kiếm Khách Vượt Thời Gian, vai Hoàng Đế, Tôn Hưng, Trung Hưng Đồng, Hắc Tư Yến. Phim này anh đóng phụ xem gấn cuối phim mới xuất hiện. 13. 2012. Ngạnh Hán 2, vai đôi trưởng đội hình cảnh Trương Tử Lâm, Lưu Diệp, Lưu Thừa Tuấn, Ngô Vĩnh Luân, vai phụ nhân cũng siêu ngầu. 14. 2013, đạo diễn Điên Cuồng, người đại diện quảng cáo Tiêu Ân Tuấn và các diễn viên Từ Phàm, Lưu Hoa, Trương Điện Luân. 15. 2013, cuộc chiến cân não vai Khương Đông một luật sư tài ba, nhưng rồi anh phạm pháp vì con gái, phim này siêu ngầu luôn. 16. 2014, A. Bạn Ơi Trả Tiền, vai Tăng Tư Viễn và các diễn viên Nhiếp Viễn đóng chính, Hồ Khả, Lưu Vân Thiên. Phim hài hước, có thể xem để thấy một Dương Tiễn hóa thân thành người chồng sợ vợ. 17. 2014, Thương Quá Cảnh vai Vu Vĩnh Phàm và các diễn viên An Trạch Hào, Phương Lực Thân, Kế Xuân Hoa. Phim hành động. 18. 2014, Thời Gian Đi Đâu Mất Rồi, Last Ăn The Tham, Diêu Văn Thành, Dương Tử, Quách Phẩm Siêu. Tiêu Ân Tuấn đóng vai người cha hết lòng yêu thương con trai là Quách Phẩm Siêu. Tóm lại, tất cả phim mình đều có để link bên dưới. Các bạn vui lòng vào web mycadv.com hoặc mycat79.blog.com để xem. 5 phim hay nhất xem bằng tiếng Trung: Thần Thám Huyễn Ảnh, Thương Quá Cảnh, Thu Chi Vũ, Đại Mặt Đao, Kinh Tình. 5 phim duy nhất bạn có thể xem bằng tiếng Việt trên YouTube hoặc web: Ngạnh Hán 2, Thời Gian Đi Đâu Mất Rồi, Thủy Hữ Anh Hùng Truyện, Phần Lôi Hoành và Chu Đồng, Thái Giám Cuối Cùng của Trung Quốc, Cuộc Chiến Cân Não. Phim này bác Tiêu soái lắm.